Làm sao để biết rằng là chúng ta đang theo đuổi đàn ông? Phụ nữ của chúng ta luôn bây giờ đang có một cái phong trào nói là chúng ta không được theo đuổi đàn ông, chúng ta phải sống vì bản thân mình. Nhưng nhiều khi chính các chị em phụ nữ không biết rằng bản thân mình đang theo đuổi đàn ông đâu. Hãy cùng bác sĩ Hoa kiểm tra xem mình có những cái này không nhá. Đầu tiên đấy là mình luôn chủ động nhắn tin, gọi điện và kiểm soát rồi điều tra hết cả các email, tất cả các số điện thoại, Zalo, Facebook, tất cả mọi thứ của chồng mình hay của người yêu mình. Đấy là một cái trong dấu hiệu là mình đang theo đuổi. Bởi vì họ rất quan trọng với mình, họ là cả thế giới với mình, và khi mất đi thì mình không còn cái gì lắm, nên là mình có tâm lý mình sợ mất. Và khi sợ mất thì sẽ có sinh ra cái kiểm soát, và lúc đấy mình sẽ luôn chủ động để có thể kiểm soát, để tóm lấy, để vơ lấy cái người đàn ông đấy. Cái thứ hai đấy là mình luôn luôn là người chủ động để hẹn hò, để đi chơi, để tạo ra những cái cuộc gặp mặt. Đàn ông thì họ có cái tính theo đuổi ở trong người, họ là một con thú săn mồi. Nếu như thật sự mà họ thích ai á, thì họ sẽ làm bằng mọi cách để có thể theo đuổi. Và càng không theo đuổi được thì họ lại càng muốn theo đuổi, bởi vì cái tính máu chiến trong người, cái tính mà là một con thú săn mồi. Nhưng bây giờ vô tình phụ nữ của chúng ta làm cái việc đấy rồi, chúng ta làm mọi cách để có thể hẹn người đấy đi chơi, để chủ động trong cái mối quan hệ của mình, là rủ đi du lịch, để đi xem phim, đi uống nước. Và vô tình mình làm thay cái nhiệm vụ của người đàn ông mà. Và lúc đấy mình sẽ cảm thấy là tại sao tôi yêu anh nhiều như thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Bởi vì như thế này này, chúng ta đang đặt sai, chúng cho cái mà người đàn ông không muốn. Người đàn ông họ muốn cái gì, họ thiếu cái gì thì họ sẽ muốn cái đấy. Đàn ông họ có đủ cái sự mạnh mẽ, đủ cái sự theo đuổi rồi. Họ là con thú săn mồi mà, tại mình đi làm thay họ rồi. Thì giống như là nhà của bạn bán phở ấy, nhưng mà suốt ngày người ta cho mọi người ăn phở thì mọi người có muốn ông ngán lắm rồi. Bản cái phở đấy cho người khác thì thích, nhưng mà cho cái người bán phở thì người ta không thích. Tức là mình cho cái mà người khác không cần, nhưng mình sẽ phải học lại đấy là mình cho cái gì mà người ta cần thôi. Tức là mình sẽ quay về với bản thân của mình. Cái này là quay về thực sự nhé. Mình sẽ làm cái gì mà mình thích. Khi mà một người phụ nữ đam mê bản thân mình, yêu thương bản thân mình và biết được là mình đam mê cái gì, mình có thể phát triển cái gì đấy, thì bị cuốn theo cái đam mê đấy, mình không có quá nhiều thời gian mình dành cho cái người đàn ông đấy nữa. Và vô tình nó lại để lại cái khoảng thời gian trống. Và một người đàn ông thì họ thích tự do, và khi không được kiểm soát họ sẽ cảm thấy rất là dễ chịu khi ở bên cạnh cái người phụ nữ đấy. Và họ cực kỳ bị cuốn hút bởi những người phụ nữ có đam mê, bởi vì những người đấy có năng lượng rất tốt, vui vẻ, có lý tưởng, có những sự hiểu biết. Bởi vì đam mê nó sẽ làm cho con người ta học hỏi mà, và nó không bị kiểm soát nên người đàn ông đấy họ cảm thấy rất tự do. Nên là với một người phụ nữ của chúng ta, cái câu mà bác sĩ Hoa luôn luôn tâm đắc đấy là không ai yêu thương bản thân mình hơn chính mình cả. Luôn luôn chăm sóc bản thân mình, luôn luôn quay về để xem mình đam mê cái gì và theo đuổi nó. Bớt cái thời gian dành cho người đàn ông đi, thì bác sĩ Hoa thấy, bản thân bác sĩ Hoa đã áp dụng rồi và thấy ít nhất là mình cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình hơn, mình chăm sóc bản thân mình hơn, mình yêu thương bản thân mình hơn, và mình có rất nhiều những cái khoảng thời gian giá trị trong một ngày mà mình không cần phụ thuộc vào những cái cảm xúc, những cái hành động của người khác đối với mình.